Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 21 trang 79 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 21, tính khoảng cách AB giữa hai mũi của con 3 ở trên hình 42. Biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD ở đây là bằng 3 cm. Vậy ở đây, lúc này các em sát trên hình thì các em thấy được con 3 của chúng ta lại tạo thành một tam giác đúng không các em? Ở đây chính là tam giác OAB. Có C là trung điểm của OA, D lúc này là trung điểm của OB. Vậy thì ở đây các em nhận thấy được CD chính là đường trung bình của tam giác OAB đúng không? Ở đây là theo tính chất hay là định nghĩa về đường trung bình. Vậy thì ở đây cô sẽ tiến hành xét tam giác AOB hay là xét tam giác OAB. Thì lúc này cô có này, thứ nhất đó là C là trung điểm của OA. Thứ hai đó là D ở đây là trung điểm của OB. Và từ hai điều này thì cô sẽ suy ra được đó chính là CD là đường trung bình của tam giác OAB. CD là đường trung bình. Của tam giác OAB. CD mà là đường trung bình của tam giác OAB thì lúc này các em sẽ suy ra được đó chính là CD ở đây sẽ phải song song với AB đúng không em? Và CD lúc này sẽ bằng 1/2 AB. Ở đây là về tính chất của đường trung bình trong tam giác. Các em mở ngoặc, đây là tính chất đường trung bình. Và ở đây thì chúng ta cần đi tính độ dài của đoạn AB đúng không? Nên ở đây cô sẽ sử dụng dữ kiện đó chính là CD bằng 1/2 AB. Vậy thì ở đây cô sẽ suy ra được AB sẽ bằng 2 lần CD đúng không em? CD bằng 3 cm tức là AD. AB của chúng ta lúc này thì sẽ bằng 2 nhân 3 và bằng 6 cm. Vậy là đến đây chúng ta đã tính được AB là bằng 6 cm. Kem kết luận vậy AB bằng 6 cm. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 21 trang 79 sách giáo khoa toán 8 tập 1.